bỏ 600k để thuê mẫu chụp ảnh bonus cho 50k nữa, mà mình còn bị mẫu chửi như hắt vào mặt. Kể ra làm mẫu cũng thích thật, vừa có tiền bonus lại được dạy đời, được chửi thơ ảnh thỏa thích. Lần đầu tiên trong đời gặp được khách uy tín như này, nghề nó đã bạc rồi mà đời gặp hai lần khách như này chắc là bỏ nghề thôi. Gửi thượng đế, than thi Thuy Linh Hy Anh, chứa cái tôi chụp ảnh đẹp lại còn giá rẻ để người ta đem ra so sánh. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đôi môi thái vội cũng phải được ba đĩa. Mỏ này hỗn lắm, thích chụp ảnh iPhone 7 Plus, đúng nhận sai cãi nè. Phải như này mới đẹp. Có chỉnh nát máy của thợ cũng níu xinh hơn được. Phải che mặt vào, chụp. Hình ảnh Bác Hồ gặp cao ủy Pháp ở Hạ Long năm 1946 để cố gắng không có một Điện Biên Phủ như lịch sử, nhưng tiếc là cuộc đàm phán đã không thành công. Sao Bác mạo hiểm vậy, không sợ bị Pháp bắt lại sao nhỉ? Thứ nhất là luật pháp quốc tế không cho phép điều đó, thứ hai là nếu bắt thì cả dân tộc Việt Nam đánh qua tận Pháp chứ không dừng lại ở Điện Biên Phủ đâu. Quá chuẩn luôn! Nếu Bác bị bắt thì bây giờ Việt Nam mình đang xây cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh ra quận Paris. Oh my God! Một nửa châu Âu nói tiếng Việt. Wow! Bên châu Âu sẽ có cộng đồng người Pháp. Trời ghê chưa? Bây giờ chắc dưới chân tháp Eiffel nhiều quán trà đá lắm. Quận Paris, thành phố Pháp à? Đội quân này mà đánh, sợ rằng thế giới sẽ biết đến nỗi đau. Tí nữa thì Pháp hay được gọi là PH, là dân tộc thứ 55 của nước ta. Yêu nước nhưng vẫn cần có não, hồi đó mà quân mình cũng nghĩ như thế này thì khéo 4 năm trước chắc ăn mừng vô địch quân cấp to lắm Thành ạ. Pháp khi nghe tin dân tộc Việt Nam đánh tận nước mình kiểu... Tí nữa là sáng đi làm ở Paris, chiều tối về uống cà phê ở Hà Nội. Nani? Anh ơi, sao đấy? Anh ăn gì chưa? Rồi, anh nay đi làm mệt không? Bình thường. Hiểu kiểu gì? Anh muốn khóc quá đây này. Trần Lê Dung, anh ơi, anh đâu đó, bé nhớ anh. Tiểu Thư, alo anh. Trúc Linh, anh về chưa ạ? Mỹ Nhân, hôm nay anh mệt không nè? Ái Linh, anh uống sữa đi. Bảo Thư, sao không dép em vậy? Ôi trời ơi! Ông có thể lãnh đạo chúng tôi được không? Nếu người ta thay đổi thì mình cũng đổi thay. Vâng, anh nghỉ ngơi nha, em đi lấy chồng đây ạ. Cặp đôi ông cháu cách nhau 40 tuổi, người vợ bị tố ngụy tạo di chúc hòng chiếm tài sản thừa kế. Chung quy lại tất cả nguyên nhân cũng chỉ tại cái L nó không thao túng tâm lý thì Lý Khôn Thành đâu có đâm đầu vào. Các cụ nói cấm có sai câu nào, dù cho trăm khéo ngàn khôn, vấp phải thần L xuống dốc không phanh. Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao di chúc còn đang dang dở. Phun bộ ảnh 650k hot nhất lúc này. Ảnh chụp bằng máy ảnh. Ảnh chụp bằng iPhone 7 Plus. Hả? Biểu cảm khuôn mặt đúng kiểu phải đòi 600k thôi. Trên người ta thì về chỉnh 7749 lần áp vào nó khắc sinh mà nó không giống nữa thôi. Không phải màu không đẹp mà là do bạn ấy không hợp tác.
nét mặt bạn không biết là do buồn vì điều gì hay là nắng quá cau mày mắt thì rất buồn miệng thì không cười, nói chung không hợp tác với nhau, khó ra ảnh đẹp. Khổ thân thằng mặc áo sấm sét cũng bị vạ lây. Ảnh nếu nào cũng cứ cắm mặt xuống thế. What the hell? Chica vô lần đầu thấy ngoại hình thật của mình nên sốc. Ảnh này chắc mỗi em Linh không đẹp, anh thợ đỉnh mà, chụp làm sao mọi người đều đẹp trừ em Linh. Cái này mà cho cái bài mình cùng nhau đóng băng chắc cả lớp khóc luôn. Ê, ai cho nó ngẩng đầu coi. Sao cứ nhìn xuống đất là sao? Hiểu kiểu gì? Dưới đất có 600k, thêm 200k cọc, 50k tiền tít. À thế à? Sợ giẫm cứt à mà tấm nào cũng nhìn xuống đất vậy mẹ. Tới đây còn nhìn xuống đất, ngước lên nhìn đời nhìn thẳng vào ống kính thì may ra lúc đó có ảnh đẹp mẹ nó rồi chứ tấm nào cũng cúi cúi cái đầu xuống đất thì chịu. Việt Nam bây giờ không còn xài tiền xu mà hở ra là cúi xuống kiếm đồng xu rớt để lụng hả má nhỏ, chụp hình mỗi tấm mỗi kiểu nhìn xuống mà kêu đẹp, ông bà nào gánh nổi sắc đẹp này của má má ơi. Chắc đánh rớt cái nét nên nhìn xuống dưới kín quài mà không có thấy. Theo mình thấy tấm này anh thợ chú tâm mẫu nhiều thật, nhiệt tình từ lúc chụp tới lúc sửa, nhưng mà hên quá không có nhìn xuống đất. Không thấy mặt cái xinh hẳn. Quá chuẩn luôn. Cuối cùng cũng có một tấm ngẩng đầu lên. Wow. Ê tao hiểu rồi, nó chụp toàn nhìn thổ địa rồi che mặt nên nó bỡ ngỡ trước máy ảnh của anh thợ, nó chưa nhận thức được nhan sắc thực sự của nó nên nó sốc á mấy bà. Cười tươi lên bạn. Cười như này sẽ xinh hơn nhé. Đúng là tâm sinh tướng. Chắc ý của anh này là thợ phải nắn cái miệng nó hé bộ nhá ra cười. Tại anh thợ không nắn nên ảnh mới xấu. Chụp ảnh kỷ yếu cứ một cái biểu cảm táo bón này, chỉ có che cái mặt đi ảnh mới đẹp thôi. Khỏi cảm ơn. Chụp kỷ yếu mà mặt má sầu cỡ đó, sao ngay từ đầu không nói vậy đó, che mặt lại cho xinh, chứ chụp cả 100 tấm hết 100 tấm buồn rồi đòi xinh, cho là chỉnh màu không đẹp đi, mà mặt má sầu cỡ đó có là thợ chuyên thì cũng chỉnh hỏng nỗi với má này. Đi nhậu về bị cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra, người đàn ông cãi, Bác Hồ đã nói rồi, con người sinh ra đều có quyền bình đẳng, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc, tạo hóa ban cho mình quyền được sống, được ăn được uống, vậy tại sao lại bắt tao, tao không hề sai, nếu có sai thì chẳng qua là vì tụi mày bắt tao phải sai. Bác Hồ nói gì? Con người sinh ra đều bình đẳng, mấy bác tao không bình đẳng không? Người ta cũng người ta tạo hóa ban cho họ quyền được sống. Đúng không? Nhưng mà quyền được sống thì chúng mày bắt người ta. Quyền bình đẳng, quyền quan hệ, quyền tự do, người ta tự do đi lại. Và quyền lưu quản vô quyền nam nữ, mày có bảo không? Anh uống rượu anh. Anh không sai cái gì à? Anh uống rượu lái xe có sai không? Tao không sai cái gì à? Tao có lỗi gì tao sai? Uống rượu lái xe. Chẳng qua mày bắt tao phải sai. Tao đi lương đàng hoàng. What the hell? Đổ rượu lên vết thương khi đang lái xe thì có bị tính nồng độ cồn không ạ? Cảnh sát giao thông, không đâu. À vâng. Cảnh sát giao thông bị làm sao thế? Viêm họng ý mà. Nani? Nhan tiểu đi ngược chiều xong bảo, trên đời vốn dĩ làm gì có đường đâu, người ta đi mãi rồi cũng thành đường thôi, Lỗ Tấn. À thế à? Vâng thế bác có Bác Hồ trong túi không đưa cháu xem. Bác nói chí phải, mấy anh cảnh sát giao thông nên suy nghĩ và tha cho bác đi bộ về. Like, đăng.
đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.